Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi hân hạnh được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình 60 giây chiều nay. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính của chương trình. Cần linh hoạt khi phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vận động người lái xe tắt đèn pha khi lưu thông trong đô thị. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các quận, huyện, phường, xã đến tận từng khu phố, chợ, vận động người làm nghề tự do, nội trợ, tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sự đổi mới trong tiếp cận vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm giúp người dân, nhất là người lao động tự do, nắm kỹ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu lúc tuổi già. Sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang còn ở con số khiêm tốn, chỉ khoảng 6.000 người. Nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ và có nhiều băn khoăn. Đóng bảo hiểm á, cái thời gian mà 20 năm á, chị thấy nó dài quá. Rồi với lại mà nó là đóng trên 5 năm mới được hưởng. Mà ví dụ mình đóng chưa được 5 năm, cỡ như là 3 năm, 2 năm mà bị tai nạn hay gì á, mình có được hưởng không? Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dựa trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, người lao động có thể lựa chọn mức thu nhập dùng làm căn cứ đóng, có thể đóng linh hoạt theo thời gian, đóng một lần cho những năm về sau. Chúng tôi đang tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho các người dân, rồi đến từng khu phố, từng nhà. Sẽ phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ để làm sao sửa cái luật bảo hiểm xã hội phù hợp, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin. Việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có những giải pháp thực sự linh hoạt để có thể vận động được nhiều người tham gia, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Vào mùa nắng nóng kéo dài, hầu hết các địa phương miền núi tỉnh Khánh Hòa đều khô cạn nguồn nước. Tuy nhiên, nhờ vào một mạch nước nóng thiên nhiên mà các hộ dân đồng bào dân tộc thôn Hòn Lai lại có đủ nguồn nước sử dụng và chia sẻ cho các thôn lân cận. Ghi nhận tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh. Hàng ngày, rất đông người dân của thôn này và các thôn lân cận như Ba Cẳng, Cà Thêu, Sòi Mít đến đây lấy nước. Mạch nước nóng được người dân xây bờ tường bao quanh để đảm bảo vệ sinh. Nhờ cái thôn Hồng Lao này là cái nước nóng này sinh hoạt, cũng nhờ ông bà ông trời cho nước nóng để cho bà con sinh hoạt nước xài quanh năm suốt tháng. Mình nhúng tay vô là nó nóng cỡ 60-70% là nó nóng lắm. Nguồn nước ở đây không quá nóng, chỉ khoảng dưới 60 độ C. Và nhờ có mạch nước này, người dân thôn Hòn Lay không còn nỗi lo về thiếu nước trong các mùa khô hạn hàng năm. Thưa quý vị, điệp khúc trúng mùa rớt giá lại tiếp tục xảy đến với bà con nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau một thời gian ổn định ở mức cao thì hiện giá cá tra đã rớt xuống mức thấp kỷ lục và giảm đến 8.000 đồng một ký, ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hiện giá cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn mức 18.000 đến 20.000 đồng một ký, giảm 8.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm. Đây là cũng mười mấy năm rồi, thế nào ngay ngày này là chú không bỏ được, cũng phải gắn là có lời cũng có lỗ. Hiện nhiều công ty không còn thu mua hoặc thanh toán chậm, với giá thành sản xuất mỗi ký cá tra thương phẩm đang ở mức 23.000 đồng một ký. Vì thế nếu tiếp tục neo cá thì người nuôi càng thua lỗ nặng hơn. Doanh nghiệp nó bây giờ cá nó tồn kho quá, giờ nó khoan không mua. Như là bán người doanh nghiệp này nữa mua được thì không được thì bán doanh nghiệp khác vậy thôi, chứ không chưa được người bao tiêu. Nó phải được doanh nghiệp nào yêu cầu của mình, nó phải làm có hợp đồng bao tiêu gì đó thì yêu nuôi chắc ăn hơn. Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, giá cá tra giảm mạnh là do tình trạng ào ạt đào nuôi ao cá và các thị trường truyền thống như Mỹ, Trung Quốc giảm nhập khẩu cá tra. Đặc biệt, Trung Quốc đã ban hành nhiều tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm cá tra từ Việt Nam và thắt chặt việc nhập khẩu tiểu ngạch sản phẩm này. Thành phố Đà Lạt mới đây đã tổ chức ghi hình xử phạt các trường hợp vi phạm vứt rác tùy tiện nơi công cộng nhằm mục đích giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp với mức phạt lên đến 7 triệu đồng. Bên cạnh biện pháp ghi hình, tỉnh Lâm Đồng cũng lắp đặt nhiều bảng cảnh báo có màu xanh và đỏ với nội dung sẽ ghi hình, xử phạt hành vi xả rác bừa bãi với mức phạt có thể lên đến 7 triệu đồng. Các biển báo này được đặt dọc khu vực Hồ Xuân Hương và khu vực quảng trường Lâm Viên. Hình ảnh vi phạm sẽ làm bằng chứng để lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Theo Điều 20, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt thải bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Hành vi vứt thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị thì bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng.
Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình hình sạt lở sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng tài sản của người dân. Đây là một trong những thông tin được nêu tại Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều vấn đề về quản lý tài nguyên và chống sạt lở được bàn thảo. Rạng sáng nay, tuyến đường ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 30 m, rộng hơn 3,5 m. Cái sạt lở như vậy là tình hình đi lại của bà con rất là khó khăn. Yêu cầu cơ quan có chức năng khắc phục làm sao cho bà con đi lại được dễ dàng. Tại diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long sáng nay, chủ đề ứng phó với sụt lún, sạt lở và quản lý tài nguyên, các đại biểu đã trình bày nhiều mô hình, giải pháp thuận thiên biến thách thức thành cơ hội. Bố trí lại cái cơ cấu cây trồng để cho nó thuận thiên theo cái hướng là giảm 20.000 cái diện tích lúa. Chưa có một cái giải pháp để căn cơ về lâu dài. Kiến nghị bộ phải có cái quy hoạch về chống sạt lở ven biển. Trước tình hình mất đất, mất rừng vì sạt lở như sáng nay ở Lai Dung đang xảy ra hàng ngày, đồng bằng sông Cửu Long đang cần những mô hình chống sạt lở phù hợp. Bên cạnh đó là xây dựng ngay cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư tham gia. Bật đèn chiếu xa hay còn gọi là bật đèn pha là hành vi bị nghiêm cấm nếu đang di chuyển trong đô thị và khi tránh xe đi ngược chiều. Tuy nhiên hiện nay trên khắp các tuyến đường nội thành, rất nhiều người tham gia giao thông vẫn vô tư pha đèn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ghi nhận tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hãy tắt đèn pha đi. Lời nhắn nhủ này được in lên áo của một bạn trẻ đi trên đường và đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Pha đèn thì mình thấy cũng hơi bức xúc. Tại vì người ta pha rồi mình không có thấy đường. Tại vì nó chói cái mắt lại, bản thân có đèn đường rồi đó. Mà chói thêm ánh mắt nữa thì cái tầm nhìn mình sẽ bị khuất. Hết xe máy rồi đến ô tô thay nhau mở đèn pha. Theo ngành chức năng, nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều người không phân biệt giữa đèn chiếu xa và đèn chiếu gần. Có cái biện pháp xử lý để cho trong đô thị nó an toàn, chứ để chỗ đô thị đông người mà pha vậy chá gây tai nạn giao thông á. Hiện nay, hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 ngàn đồng đối với xe máy và từ 600 đến 800 ngàn đồng đối với xe ô tô. Tuy nhiên, việc sử dụng đèn chiếu như thế nào cũng phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người tham gia giao thông. Tiếp theo trong phần an ninh trật tự, điều tra vụ bắt trộm vô tình làm chết người. Và nhặt được 8 triệu đồng trả lại người đánh rơi. Thưa quý vị, chiều nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước dẫn giải đối tượng Lưu Trường Thọ từ tỉnh Khánh Hòa về Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Trước đó, Thọ đã đâm chết đồng nghiệp của bạn cùng phòng trọ sau khi xảy ra mâu thuẫn. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 16 tháng 6, trong lúc hai bạn cùng phòng trọ ở khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài về quê, Lưu Trường Thọ đưa hai người chưa rõ lai lịch về ngủ cùng. Lý Thị Thảo, một trong hai người bạn cùng phòng trọ của Thọ, hay tin nên gọi cho đồng nghiệp là Phạm Thành Tài nhờ đến phòng trọ đuổi hai người này ra khỏi phòng. Khi Tài đến thì xảy ra mâu thuẫn với Thọ. Thọ dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát, khiến Tài gục ngã tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện. Thọ chạy về Khánh Hòa trốn, sau đó ra đầu thú. Rạng sáng nay tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Minh Hải, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, khi giằng co bắt trộm thì đối tượng trộm này đã tử vong. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra làm rõ. Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hải cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng nay, khi đang ngủ giữ vuông tôm thì phát hiện kẻ trộm đột nhập vào chòi canh tôm, lấy trộm điện thoại. Kẻ trộm sau đó được xác định là Phan Văn Phùng, ngụ khóm 3, phường Láng Tròn. Khi đuổi bắt, Hải và Phùng xô xát với nhau và cùng té xuống kênh. Một lúc sau, thấy Phùng không chống trả, Hải phát hiện đối tượng trộm đã tử vong và đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Minh Hải và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Sáng nay, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Ngô Trọng Nghĩa, nghi can cướp giật dây chuyền của người đi đường, sau đó còn táo tợn dùng hung khí đe dọa những người truy đuổi. Theo người dân ở hiện trường, vào khoảng 8 giờ sáng nay, Ngô Trọng Nghĩa giật sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng của một phụ nữ ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Khi bị người dân chặn bắt, Nghĩa té xuống kênh, sau đó dùng dao mang trong người, dọa đâm người dân. Nghĩa sau đó bị người dân và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở công an ở xã Tân Lý Đông. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Tây Ninh hôm nay cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Các đối tượng khai nhận tụ điểm này đã hoạt động được 4 tháng nay.
Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 6, Công an huyện Hòa Thành bắt quả tang một tụ điểm lắc tài xỉu qua mạng Internet ăn thua bằng tiền tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành. Tụ điểm này do Nguyễn Tuấn Hào, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông tổ chức. Lực lượng công an đã bắt giữ 16 đối tượng, 13 xe máy và gần 70 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và cử người canh gác để qua mặt lực lượng công an. Mỗi ván tài xỉu, các con bạc đặt cược từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Trưa nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu Đồng Nai. Lúc đó, một xe container cũng bị chết máy trên cầu và hai vụ việc đã gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Theo người dân ở hiện trường, vào khoảng 12 giờ 30 phút, một người phụ nữ điều khiển xe máy từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giữa cầu Đồng Nai thì va chạm với một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều. Người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng và được người dân chuyển đến bệnh viện khu vực gần nhất để cấp cứu. Vụ tai nạn cùng với việc một chiếc xe container bị chết máy nằm trên cầu đã gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của những phương tiện khác. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Hôm qua, một người đàn ông trong lúc đang đi giao nước đóng chai thì nhặt được hơn 8 triệu đồng. Người này sau đó đã trả số tiền lại cho người bị mất. Ông Trần Văn Đông, ngụ ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đang đi giao nước trên đoạn đường gần Ủy ban Nhân dân xã An Khánh thì nhặt được một túi vải rơi trên đường. Mở ra xem thấy có 8 triệu 600 ngàn đồng tiền mặt, ông Đông đã đến công an trình báo và nộp lại số tiền trên nhờ tìm người bị đánh rơi để trả lại. Công an xã An Khánh sau đó xác định người bị mất số tiền trên là bà Nguyễn Thị Nhỏ, ngụ ấp An Thái A, xã An Khánh. Công an đã liên hệ ông Đông cùng bà Nhỏ để bàn giao lại số tiền. Hành động trên của ông Đông rất xứng đáng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong quần chúng nhân dân. Ở phần thông tin cập nhật trong nước, chiều nay do bối rối khi nghe lời hai người đàn ông lạ mặt trong lúc lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hai nữ sinh đi xe máy đã bị mất tập trung và tông vào một phương tiện khác. Theo người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên, hai nữ sinh năm 2 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đi chung xe máy trên đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Thủ Đức. Khi vừa qua khỏi ngã tư MK, hai nữ sinh nghe lời hai người đàn ông lạ mặt đi chung một xe máy, kêu nhìn xuống dưới bánh xe. Do mất tập trung, hai nữ sinh bất ngờ tông vào một xe ba gác đang băng qua đường. Tai nạn làm cả hai ngã xuống đường và phải được đưa đi cấp cứu. Trong đó, nữ sinh cầm lái bị gãy tay và chân, nữ sinh ngồi sau bị thương nhẹ. Sau tai nạn, hai người đàn ông lạ mặt và chiếc xe ba gác đã rời khỏi hiện trường. Công an quận 9 đã đến xử lý vụ việc. Chương trình 60 giây chiều đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.